Chồng đi ngoài suối lớn cơ. Ngoài suối lớn câu nó mới có cá nhiều.
Wow, to thế. Oh,
không ngồi đấy nha. Em đi lấy ghế về ngồi đi. Cá ra. Anh đi một lúc giờ hai con cá rồi đấy. Đây, 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 đây. Thế để anh mang về chậu để chậu nhé. Đấy. Quần áo anh chưa ướt anh thay quần áo nhé. Vâng. Anh mệt thì anh trông con đi chị em mình. Đi chơi bộ á, mẹ nào á. Chơi bộ á, ôi da, chơi chơi nhá. Chơi, chơi đây, đi xem chuối nè. Thank you.
con đi rửa tay xong mà ăn cơm đi. À, vâng. Đẹp cơm ạ. Mau mau. Wow. Nè nó chín rồi. Wow, ngon thế. Đi rửa tay à? Rửa tay nhá. Thôi, sẽ ăn mắm thôi. Đây, mình để ngồi đây nhá. Đấy, em bên kia mà, đây. Em bên kia. Em cá nhá. Cá nhá. Cá. Đá. Đá như nó. Mình ăn xong mình đi thăm bẫy rồi nhỉ. Vâng. Em ăn cá. Anh ăn đi. Em ăn cá nhé. Trời mưa như này đi chả lạnh lắm à. Bình thường. Xa này còn mưa to. Ăn. Ăn. Ăn cá. Ăn. Em ăn cá đi. Ngon. Ngon thì ăn nhiều không? Ngon á. Anh cũng ăn đi. Ăn. Anh xếp. Ôi. Dài thế nhỉ? Dài, to quá. Anh lấy đi đi. Để anh lấy đi. Ăn nhiều bá nhỉ? Ăn nhiều để tính con cá xích đi lại đi. Ngon lắm. Khá ngon lắm. Cho mình từng bế thôi. Ngon. Ăn cơm xong mình thu bảy luôn này. Vâng. Ừ. Wow. Oh. Wow. 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 Ừ. Nè, ăn cá này. Ăn. Ăn. Đi rửa tay không? Con không nghịch nữa. Đi rửa tay đây. Để vui được cả hai cái túi mình. Không phải ô nữa. À, không phải ô, không phải mưa này. Cơm này. Gọi là cái chậu nhé. Ôi, có hai cái cân không thấy rồi. Úi. Anh để mấy cái cân đấy. Ôi, ở dưới kia. Úi. Thấy không? Đây. Bơi cẩn thận nhé chồng ơi. Đi mạng lên trên đi, kia đây, đẩy cái mạng rơi, đi lên trên này. Ui,
khó quá. Để anh tháo cái móc này nó ra. Mệt quá. Mệt chứ. Ui, được. Ui. To nhỉ. To, anh đi lấy cái kia thế nhá. Ờ, thế chồng đi. Đi cẩn thận nhé chồng ơi. Cá to to này. Hai con bạc ương nè. Được chưa cả lắm. Ui. Ui. Đây. Ui. 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 Có cá. Dạ dạ. Ui. Ui. Để đây đã. Để lấy cái kia đã. Hai ba bốn năm con cơ. Đó đó. Đây. Ui. Đây. Ui, cái này ui. Cá lóc. Ui. Ui. Ui, cái này nó chui cả đầu. Ui, còn một con ở trong này. Trông đủ dựng ngược lên trên đi. Dựng hẳn lên đấy. Ui, còn một con trong này không ra. Con ra quá. À đây, ra. Ui.
Ui. Rồi. Ui. Wow. Con này cá gì nhỉ? Cá lóc hay sao? Cá lóc à? Ui dồi, nó chui cái to. Sọt cái bế. Ờ, ui nhỉ, chui cái bế xước hết cả đầu. Đi lên một tí nữa. Ừ, nào cho một tí nữa. Để đợi đi. Trồng lên đây. Rồi, nào cho một tí nữa. Một cá lắm. Bà con đây là một cân. Bếch. Ôi, một cân mốt. Một cân mốt là 88.000, 80. Cảm ơn anh nhé. Cá lóc nè.
Con này là cân 80.000. Vâng. Ai à? Kẹo ơi.